Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chiến Soi Kèo Nhân Điểm Nào của mình. Ngày hôm qua mình có lên video cho tất cả anh em, như anh em bet thủ đang yêu quý và đồng hành xem kênh YouTube của Chiến rằng là soi kèo hai trận đấu thứ nhất đó chính là giữa Watford Everton, trận đá bù vòng 30 ngoại anh. Trận thứ hai là trên trận Wolverhampton và Manchester City. Ok chị anh em, và ngày hôm qua tính trên tổng tổng kiểm soát thì chúng ta có một cái kết quả ở trên kênh YouTube, đó chính là chiến thắng ở cái mã kèo giữa Man City và Wolverhampton anh em nhé, chiến thắng tất cả mọi cái mã kèo mà mình đã lên cho tất cả anh em luôn. Và một ngày thì có rất là nhiều trận đấu diễn ra, đặc biệt như ngày mai thì sẽ có những cái trận tâm điểm. Thì riêng Premier League thì có một trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Arsenal, thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em về cái trận đấu này anh em nhé. Và ngoài ra thì ở giải La Liga thì có tới 3 trận đấu. Điều này có nghĩa rằng là nếu như anh em mà chưa đồng hành với Chiến ở trong nhóm đồng bet thủ thì mỗi ngày Chiến thì tặng cho anh em được 1 đến 4 mã, 4 đến 5 mã kèo khác nhau thôi anh em, để cho anh em có thể tham khảo hiểu. Và nếu như tất cả anh em mà muốn để mình có thể là có được một cái nhóm bóng nó thật sự là ok nhất ấy, anh em hãy kéo xuống phần mô tả video này rồi Chiến sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký tài khoản rồi có được một cái sân chơi thật sự là ok anh em nhé. Không để cho anh em phải chờ lâu hơn nữa, ngày hôm nay thì mình sẽ soi kèo giữa Tottenham Hotspur và Arsenal. Trong cái bối cảnh hiện tại thì có thể nói là Tottenham thì đã bị dồn vào cái thế chân tường trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau anh em. Tiếp đón Arsenal trong trận đá bù vòng 22 đêm nay, đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte phải thắng bằng mọi giá, và cái tâm thế đó có thể khiến họ ôm hận. Cuối tuần trước, Tottenham khiến cục diện cuộc đua vô địch Premier League 2021-2022 thay đổi một cách hoàn toàn khi mà cầm hòa được Liverpool 1-1 ở ngay tại sân Anfield anh em nhé. Trận hòa này khiến cho Liverpool gần như là hết cơ hội vượt qua Man City, bởi lẽ khoảng cách giữa hai đội đang được nới rộng thành 3 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại là 2 vòng đấu. Tuy nhiên không thể tự làm bản thân hạnh phúc như cách mà họ đã tặng Man City một cái món quà đặc biệt nói trên. Trận hòa tại Anfield không đủ giúp Tottenham tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Lúc này đội bóng của Conte đã kém đối thủ cùng thành phố là 4 điểm so với hai vòng đấu trước đó. Anh em có thể thấy là bằng tổng sắp hiện tại đúng không ạ? So với hai điểm ở vòng đấu trước đó thì khoảng cách 4 điểm là một cái thử thách hoàn toàn khác. Bởi lẽ Tottenham đã mất hoàn toàn cái quyền quyết định khi mà đối đầu trực tiếp với Arsenal vào đêm nay. Ngay cả khi thắng trận thì họ vẫn phải đứng sau là Arsenal anh em nhé. Khoảng cách hiện tại nó đang là 4 điểm. Tottenham coi như là đã hết cơ hội, và nếu như thua Tottenham thì chính thức là hết hy vọng. Và chính vì thế Tottenham giống như là đang đứng trước một cái bờ vực của cuộc tranh đấu. Họ phải thắng Arsenal bằng mọi giá để mà níu kéo hy vọng ngược dòng đến vòng cuối cùng. Có điều tâm thế có lẽ là sẽ khiến Tottenham phải ôm hận trong cái bối cảnh mà Arsenal hiện tại là đang có một cái đà thăng hoa rất là mạnh mẽ anh em. Và thế thì cái mặt đối đầu phong độ thì sao? Đối với những cái trận đấu gần gần đây nhất của cả hai đội, mình sẽ nói về Arsenal trước đi nhỉ. Arsenal giành chiến thắng trước Tottenham ở cái trận lượt đi, nhưng mà so về đối đầu thì Spurs đang nhỉnh hơn khi mà thắng tới 3 trên 5 trận gần nhất anh em nhé. Và đội chủ nhà thì dù thi đấu là khá là thất thường nhưng họ cũng mới chỉ thua một trận trong 5 cái trận gần nhất thôi, và đó cũng là một cái thông số của Arsenal. Thế thì có thể nói là phong độ thì cũng đang là rất là ngang ngửa nhau ok anh em. Và cái với cái phong độ hiện đang có Arsenal thì không có gì ấy mà có thể là phải e ngại trước cái chuyến hành quân tới Tottenham Hotspur ở đêm nay cả. Cho dù thì hiện tại thì Tottenham đang phải tạo ra một cái cảm giác hồi sinh rất mạnh mẽ thì Antonio Conte, nhưng mà họ lại thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu gần đây thì Tottenham chỉ thắng một trận duy nhất đội mà đang buông xuôi ở tại Premier League, đó chính là trận thắng trước Leicester City. Và các trận còn lại thì Tottenham đang thua Brighton và hòa Brentford và Liverpool anh em nhé. Khi mà gặp một đối thủ có cái chất lượng và tinh thần đang rất là tốt thì Tottenham không tạo ra được những cái khác biệt đáng kể nào. Ở cái trận đấu với Liverpool, Tottenham đã có một kết quả tốt, đó là một cái trận đấu mà họ sử dụng chiến thuật có thể nói là bị chỉ trích là gần như là phản bóng đá anh em. Tiếp đón Arsenal, Tottenham đương nhiên sẽ không làm cái điều tương tự, và bởi lẽ họ phải thuộc phải chiến thắng. Đây chính là một trong những cái yếu tố là quyết định tới cái trận đấu ngày hôm nay anh em nhé. Và giống như Tottenham, Arsenal hiện có cái khả năng phản công cũng rất là sắc bén.
họ cũng sẵn sàng chơi phòng ngự, thu mình chờ đợi những cơ hội để mà trừng phạt đối thủ nếu như có điều kiện. Và trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có Arsenal sẽ được phép làm điều đó. Tottenham sẽ phải dâng lên và cố tạo ra những cái áp lực ngay từ phút đầu tiên. Điều này dễ thấy cho anh em nếu như anh em có thể là đánh một cái cửa tài nhỏ được anh em nhé. Cửa tài nhỏ hiệp 1, cửa nhỏ hiệp 1 được. Và nếu không thể triển khai, nếu không thể khai thông cái bế tắc sớm ấy, thì Tottenham sẽ trở nên là nóng vội và sẽ để hở những cái gọi là những cái khoảng trống chết người phía sau. Và ở cái trận lượt đi thì Tottenham đã từng phải trả giá đắt vì cố thể sức mạnh mà họ đã muốn đánh phủ đầu với Arsenal ngay tại Emirates, nhưng mà cuối cùng lại bị thủng lưới tới 3 lần chỉ sau 30 phút đầu tiên anh em ạ. Kịch bản tương tự thì có thể là diễn ra ngay ở cái trận tái đấu tối ngày hôm nay. Vậy lực lượng ra sân của ngày mai thì sẽ như nào? Đây anh em mời thấy nhé. Đây là một cái nơi mà mình đang rất hay tổng hợp để cho anh em mời thấy. Sơ đồ chiến thuật ngày mai thì vẫn theo mình nghĩ là vẫn Tottenham sẽ tung ra một cái đội hình đó chính là 3-4-3. Còn phía Arsenal thì sẽ tung ra một đội hình đó chính là 3-4-2-1. Về cơ bản lực lượng thì Arsenal cũng sẽ có đủ cái nhân sự, trong cái trận đấu rạng sáng ngày mai. Và không chỉ có vậy thì Nikita đang tỏa sáng rực rỡ ở trên hàng công và sẵn sàng mang cái điểm số về cho thầy trò huấn luyện viên Arteta anh em nhé. Trong khi đó thì Tottenham thì sao? Nhiều khả năng thì sẽ vẫn thiếu vắng những cái tên ví dụ như Matt Doherty và Taganga, Skip và Seo Ruelon. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Conte thì cũng đang sở hữu cho mình những cái bộ đôi cực kỳ ăn ý, đó chính là Son Heung-min và Kane đúng không anh em. Những cái nhân tố này thì hy vọng là họ đang có một cái tham vọng tràn trề rằng là sẽ có điểm và sẽ chiến thắng trước Arsenal. Nhưng mà liệu rằng tình thế thì có phải dễ hay không? Ok cho anh em. Đó, trận đấu này thì có thể nói là trước cái lối chơi của hai đội bóng mà mình có thể cảm nhận thấy rằng là thì với một cái sự sắc sảo của Tottenham và một cái thế trận mà Arsenal đang thể hiện trong cái thời điểm gần đây thì chúng ta có thể rất là khó để bắt được những cái mã kèo tài xỉu tại châu Á hiện tại anh em ạ. Vậy nếu như mà để mà có thể xanh chín nhất trong ngày mai thì chúng ta nên sử dụng những mã kèo nào? Anh em có thể thấy ở trên màn hình ở đây là bản thân Chiến đã tổng hợp lại cho tất cả anh em là về những cái mã kèo mà trang bóng của Chiến đang gửi tới anh em nhé, một cái trang game mà Chiến đang định hướng và dẫn dắt cho tất cả anh em. Rồi anh em có thể thấy này, ngày mai thì có tới hơn 111 trận bóng diễn ra anh em nhé. Và điều này thì bản thân Chiến không thể làm hết tất cả video gửi tới cho tất cả anh em được. Vậy nên anh em kéo xuống phần mô tả của video này, kết nối với Chiến qua Telegram và link Zalo để Chiến có thể là hỗ trợ support tất cả anh em để anh em có thể vào group đồng hương bet thủ của Chiến. Ok chưa? Và trận đấu ngày mai thì Tottenham Hotspur thì đang được chấp anh em ạ. Cái lý do rất đơn giản bởi vì ngày mai thì nếu như mà nói về mặt phong độ hiện tại thì chẳng ai thua ai cả. Và ngày mai thì Tottenham Hotspur thì đang còn có thể là được đá ở trên sân nhà nữa. Mình sẽ dùng một cái công cụ để cho anh em có thể hiểu rõ hơn. Ok. Đây, đối với kèo thứ nhất đó chính là cấp chấp 0.25. Là cửa hòa thì anh em sẽ ăn được nửa tiền đấy. Và cửa thứ hai đó chính là Tottenham chấp 0.5. Theo mình nghĩ là anh em với cái tỷ lệ này thì nếu như anh em thích đánh những cái kèo này, kèo đánh Tottenham ấy thì anh em hãy đánh ở cái mã dưới này anh em này. Đó, bởi vì 0.5 nhưng mà ăn tới 1.21 lần. Ok cho anh em. Và trận đấu ngày hôm nay có tới 65 mã kèo khác nhau để cho tất cả anh em lựa chọn. Điều này thì rất là tuyệt vời cho những anh em mà đang chơi qua các nhà thầu, nhà cò ở ngoài em nhé. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái mã kèo hợp lý để mình có thể đánh và chơi cho thật xanh chín nhất có thể. Được chưa anh em? Và cái mức kèo gốc ngày hôm nay đó chính là tài xỉu 10 trái. Bản thân mình thì cũng đã phân tích với anh em rồi. Nếu như ngày hôm nay đối với cái mức tài hiệp 1 chỉ là một trái thôi thì nếu như ngay tại hiệp 1 mà nổ kèo này thì anh em hãy hướng đến cho mình một cái kèo đó chính là tài gốc anh em nhé. Đó. Và như thường lệ thì mình sẽ tặng ở cuối video cho tất cả anh em về hai mã kèo để cho anh em có thể là xanh chín nhất có thể anh em nhé.
Rồi ok, cái mã kèo đầu tiên thì theo như mình phân tích thì mình có một cái niềm tin rất lớn là Arsenal sẽ giành chiến thắng ở cái buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì theo cái lối chơi của họ hiện tại thì họ hoàn toàn có thể là áp đảo với tốt tối nay anh em nhé. Và với cái mức được chấp là 0,25 cho đến 0,5 thì hoàn toàn có thể anh em có thể chiến thắng được mã kèo này anh em này. Và mình tin rằng tối hôm nay sẽ nổ ra một cái kèo tài anh em ạ. Kèo tài 2.75. Kèo tài 2.75. Và như mình cũng có nói, nếu như anh em nào mà rải đều vốn mà chơi ngay từ đầu hiệp 1 đấy, thì nếu như hiệp 1 mà nổ tài sớm một trái anh em nhá, thì anh em hãy đánh cho mình thêm một cái mã nữa, đó chính là mã tài góc 10 quả. Ok cho anh em. Và đây là những cái mã kèo mà mình đang đăng rất là sớm cho tất cả những anh em mà đang theo dõi mình ở trên kênh Chiến Soi Kèo Nhật Bóng Đá. Nếu như tất cả anh em muốn có được những cái mã kèo thật sự xanh chín nhất và gần như là tỷ lệ thắng tới 95% anh em nhé, thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này, anh em hãy nhắn tin cho Chiến, rồi chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau anh em nhé. Ok, chúc cho tất cả anh em nhiều sức khỏe và thành công.